Mong xin chào khán giả của Đài SBTN. Mong Thu hân hạnh được đứng tại tư gia của anh Sang Trần, founder của Gia Lai Team. Và hôm nay Mong Thu đến đây để dự bữa tiệc Gia Lai Private Party tại thành phố Cambridge. Mời quý vị đón xem chương trình chúng tôi sau đây. Tại buổi Gold Rush Rally năm 2004, Gia Lai Team mới thực sự nổi bật và gây sự chú ý trong công chúng với hình vẽ bản đồ Việt Nam cùng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lên thân xe. Không những là nhóm bạn hữu Việt Nam ở Bắc Mỹ với yêu thích chơi siêu xe, đây cũng là những người có nhiệt huyết quan tâm đến đất nước Việt Nam. Nhóm Gia Lai Team cũng có phần giúp đỡ những từ thiện tại Việt Nam do các member gom góp cá nhân. Anh Sang Trần, giám đốc công ty Gulfstream Inc. và cũng là thành viên sáng lập nhóm Gia Lai Team, đã tổ chức buổi tiệc long trọng tại tư gia thành phố Cambridge vào ngày 7 tháng 9 năm 2019, lúc 5 giờ đến 11 giờ tối, nhằm để ăn mừng kết thúc cuộc rally mùa hè. Đây là lần đầu tiên nhóm Gia Lai được tổ chức tại Canada. Mời quý vị gặp gỡ các thành viên của nhóm Gia Lai Team sau đây. Mộng Thu xin chào khán giả của SBTN. Mộng Thu hân hạnh được đứng với anh Sang Trần và anh Vinh Hồ và anh Tùng Tony Triệu và anh Ed là một trong bốn members của Gia Lai Team. Xin chào các anh. Yeah, chào Mộng Thu, chào khán giả của đài SBTN và thưa khán giả của đài SBTN, đây là lần đầu tiên Sang được rất là hân hạnh chào đón Gia Lai Team đến Canada. Đây là lần đầu tiên và biết bao nhiêu năm đợi chờ, đây là một cái rất là hân hạnh được đến Canada, và Sang là một trong những member của Gia Lai Team trong 6 năm qua. Thưa anh, 6 năm qua thì Gia Lai Team đã tổ chức ở tại nơi nào? Lần đầu tiên Gia Lai Team là tổ chức ở California, có đến Phước Lộc Thọ, rồi sau đó về lại Florida, rồi tụi sang về lại Atlanta. Thì nói chung là Gia Lai Team là không có nhất định là một chỗ, những member là đều khắp nơi trên nước Mỹ, không nhất thiết là một vùng nào nhất định. Và Gia Lai Team ở US là chính, còn mình sang là ở Canada only, ở một thành phố rất là nhỏ Cambridge này, mà được mời Gia Lai tới với một dàn xe như vậy là một cái sự rất là khó mà được xảy ra. Congratulations anh. Right. Anh có thể cho khán giả biết cảm nghĩ anh khi anh mời tất cả mọi người có mặt nơi này đầy đủ như thế này? Cái đây là một có thể là nói 1/3 hay là một nửa của Gia Lai Team thôi. Vì tất cả những member khác là thứ nhất là có nhiều bận rộn trong công việc và xa quá. Anh biết là một lần Gia Tỷ ở Florida hay là California gửi xe lớn thì một cái đoạn đường nó rất là dài. Thành ra ngày hôm nay thì em thấy được khoảng chừng 20 chiếc xe, phần đông là từ Ohio, Florida, Atlanta, Georgia, là những thành viên gần nhất có thể để tới Canada ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Anh Vinh Hồ, anh có thể cho khán thính giả biết lý do tại sao mình có Gia Lai Team, mà Gia Lai Team là cái gì? Trước mắt Vinh là Vinh Hồ, là người founder của Gia Lai Team. Hôm nay Vinh rất hân hạnh gặp chị Mộng Thu. Trước mắt Vinh cho gửi lời thăm chào chị Mộng Thu và tất cả những thính giả của đài SBTN. Một lời chào nồng nhiệt nhất. Thì Vinh sinh ra và lớn lên tại Gia Lai. Thì mấy anh em qua Mỹ thì cũng khoảng 3-40 năm. Vinh lớn lên bên này thì có cái sở thích, cái niềm đam mê về xe cộ. Thì cũng giống như anh Tony Triệu, anh S, anh Sang, thì cái thành quả mình đi làm cả bao nhiêu chục năm thì mình muốn có một, ngoài ra công việc làm mình cũng muốn có một cái sự giải trí. Thì anh em rất là thích xe, siêu xe, especially là siêu xe. Cho nên từ hôm đó thì Gia Lai Team được thành lập, là cái hội siêu xe của Gia Lai Team.
Thưa anh, Gia Lai Team đã chẳng những là một cái team về nói về sở thích về sport car, nhưng mà đã cũng đã đóng góp rất nhiều về từ thiện. Thì anh có thể cho khán giả biết nhiều năm qua Gia Lai Team đã đóng góp như thế nào cho những từ thiện? Gia Lai Team thì tất cả những anh em trong thành viên của Gia Lai Team, trước mắt thì Vinh cũng muốn cho biết là Gia Lai Team từ tiền từ thiện là tất cả những cái member. Thì mỗi người mà muốn vào tham gia cái Gia Lai Team thì Vinh cũng, anh Tùng, anh Tony Triệu, anh Sang cũng meeting nói cho họ. Thì một cái chuyến đi trị giá bao nhiêu, rồi còn ngoài đó thì tụi Vinh cũng mỗi người phải bỏ thêm một phần tiền để mà ủng hộ những specially bên Việt Nam, những người như là có những cái hoàn cảnh khó khăn, đi ủng hộ miền xa này nọ. Chính người của Gia Lai Team đứng ra đi từng những cái vùng rất là xa xôi, từ miền Tây, từ miền rất là của Việt Nam để mà ủng hộ những cái hội đó. Nhưng mà mình làm thì mình không có nói ra là cho mọi người biết là mình làm từ thiện, nhưng mà Gia Lai Team, tấm lòng của tất cả những thành viên trong Gia Lai Team rất là bao la. Thì mình được may mắn, mình làm ăn được thì dành một cái phần nhỏ để mà giúp ích được gì cho những người kém may mắn, especially những người ở Việt Nam. Thưa anh có thể cho một thu biết cảm nghĩ của anh khi anh đến đây và anh được tham dự cái buổi Gia Lai được đầu tiên tổ chức tại Canada? Thì mình cũng đại diện cho mấy anh em, cũng nói qua lần đầu tiên khi một thành viên, một cái member chính trong anh em mình được tham dự trong một cái hành trình. Thì hành trình này, một hành trình mỗi năm một tổ chức, nhưng mà này là một cái mini rally. Mà cái này có được dịp từ Ohio tới Toronto, Canada, lần đầu tiên hết mấy xe. Khi anh em mà qua, đưa xe qua Canada cũng hơi lo, nhưng mà cũng rất là vui. Mà thì hôm nay cũng hân hạnh là cũng được tham dự cái tiệc của anh Sang Trần tổ chức cho hết mình cái team. Cảm ơn anh. Anh cảm nghĩ sao khi anh thấy được red carpet và một đoàn xe như thế này, và mọi người có live music, mà tất cả mọi người giống như cái này là grand party của như tổng thống vậy? Wow, không phải là mình không? Hết cả. Music. Yeah. Mình vô cửa là mình thấy là có người đàn là Vion Rose, live music, executive shop. Cái party này nó rất là sang trọng. Thì có nhiều khán giả họ chưa bao giờ chắc có lẽ được mời, không được mời như thế này. Lần đầu tiên Mận Thu cũng được mời. Thì anh cảm nghĩ sao mà được khi mà mình được tham dự một cái buổi tiệc như thế này? Thì mỗi cái buổi tiệc nào cũng có cái đặc biệt của nó. Thì bữa nay đặc biệt là rất là đặc biệt là tại được ở Toronto với thời tiết mà trong tháng 10 như vậy nữa, anh em rất là mừng. Thì trước khi 2-3 ngày trước thì ăn tiệc ở bên Ohio, thì cũng một cái tiệc cũng rất là đặc biệt về cái phong cảnh rất là thiên nhiên. Ngoài sau này của anh Sang là rất là quá tuyệt vời và đẹp. Thành ra rất anh em là ai cũng tổ chức nhiều cái anh rất setup rất là hay. Thành ra mình anh em mình rất là vui đang đợi cái tiệc là start. Vừa rồi là những hình ảnh ghi lại của phóng viên SBTN. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Mộng Thu tường trình tại thành phố Cambridge.